Xin được kính chào tất cả các quý thầy cô, các anh chị và các bạn đang có mặt ở trong phòng Zoom buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Em xin chia sẻ một chút là có một cái điều kỳ lạ là nếu mà và bởi vì là dù có ốm mệt nhưng mà người thầy của chúng ta vẫn không nghỉ mà vẫn nỗ lực để làm việc và vẫn suy tư vì cộng đồng. Và trong những ngày qua thì khi mà em có cơ hội được trò chuyện với thầy và hỏi thăm sức khỏe của thầy thì cái câu nói mà em được nghe lần nào em cũng được nghe đó là thầy khỏe rồi và thầy đã có được cái vitamin tình yêu từ cộng đồng nên là thầy khỏe rồi. Vâng. Và có lẽ thì đối với thầy thì cái liều thuốc mà tuyệt vời nhất chính là cái tình yêu thương, là cái sự trưởng thành và sự kết nối của cộng đồng. Và bây giờ thì xin tất cả các quý thầy cô, các anh chị của chúng ta có thể gửi những cái năng lượng yêu thương tới người thầy kính yêu, người hiệu trưởng của trường đại học cuộc đời của chúng ta được không ạ? Vâng, kính chúc cho thầy chóng bình phục. Vâng. Dạ. Vâng, mọi người đang gửi những tình yêu thương tới thầy ạ, những cái lời chúc sức khỏe tới thầy để mong thầy được mạnh khỏe để tiếp tục dẫn dắt cộng đồng của chúng ta. Vâng. Xin kính thưa các thầy cô, các anh chị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục một cái chuỗi chủ đề vẫn tiếp tục cái chuỗi chủ đề chữa lành. Ngày hôm nay thì cái tên của cái chủ đề của chúng ta đó là cộng hưởng để giúp thăng hoa hay là hủy hoại mối quan hệ. Vâng, và chúng ta cũng đã được nghe rất là nhiều về những cái luật, những cái quy luật trong vũ trụ trong những cái bài dạy của SE. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện đến cái luật cộng hưởng. Và khi nhắc đến cái luật cộng hưởng thì chúng ta thường liên hệ tới cái lĩnh vực vật lý đúng không ạ? Và nhằm mô tả những cái dao động riêng bị tác động bởi một hay là nhiều dao động khác có cùng tần số và làm cho cái biên độ của dao động đó đạt đến giá trị cực đại. Tuy nhiên thì cái ứng dụng của cái luật cộng hưởng này thì được thể hiện ở trong rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như là truyền hình, truyền thanh hay là phức tạp như là việc sử dụng máy cộng hưởng từ trong y học. Và nhưng trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta thì cái luật cộng hưởng này sẽ được 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 xác định và sẽ được trò chuyện, được trao đổi với một cái lĩnh vực, đó là lĩnh vực liên quan đến mối quan hệ. Vâng. Và chúng ta sẽ rất là vui mừng được chào đón cô Lê Thị Thanh Hà, người cô rất là đặc biệt của cộng đồng SE, người cô với cái tình yêu rất là đặc biệt, tình yêu rất là lâu bền với SE. Và em xin phép là được giới thiệu cô Lê Thị Thanh Hà, giám đốc công ty khai sáng tiềm năng Trí Tâm Minh ạ. Vâng, em xin được chào cô. Xin kính chào thầy Thái, xin kính chào cô Thanh Mai, chào tất cả các thầy cô và các bạn. Hôm nay lại rất là xúc động khi mà nghe thầy Thái nói về sức khỏe, bởi vì trên hành trình rất là dài hơn 11 tháng thì cô Hà cũng đã chứng kiến nhiều lần thầy Thái đã dậy từ 3 giờ sáng cũng quá vượt ngưỡng và có lúc thầy đã gục ngã. Mà hôm nay thì sức khỏe của thầy không tốt, nhưng thầy vẫn đứng vững. Bởi vì có lần thầy đã gục ngã xong đấy, thầy lại ngay lúc đó thầy bước lên. Thực sự là rất nhiều lần rất là cảm động, cả cộng đồng cảm động trước những gì mà thầy Thái đã làm cho cộng đồng. Hình ảnh thầy, những gì thầy làm đúng rung động rất nhiều trái tim. Đúng như thầy nói, đó là các công ty khởi nghiệp, rất nhiều công ty đã tới đây và được học khởi nghiệp từ chính nơi này, được thăng hoa, được thay đổi từ chính nơi này, và chính tôi cũng được cộng hưởng từ đó. Và cái quy luật đấy chính là quy luật cộng hưởng. Quy luật cộng hưởng đã xảy ra ngay ở đây rồi, ngay ở môi trường này. Và cái điểm chạm của tôi đó là cái điểm chạm thứ nhất chính là quyển sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế. Điểm chạm thứ hai là điểm chạm cộng hưởng từ chương trình của cô Khánh Ngọc. Và điểm chạm thứ ba
là điểm chạm của FE, điểm chạm cộng hưởng của FE. Nhưng ngay trong cái điểm chạm đấy thì gặp được điểm chạm của cô Lê Nhất Phương Hồng. Và chính cái điều mà cô Hà học được ở nơi này, được thừa hưởng, được cộng hưởng ở chính nơi này, để có thể thay đổi một cách diệu kỳ. Và đấy chính là cộng hưởng. Và hôm nay mong muốn trong cái tình yêu cộng hưởng của tất cả chúng ta, hãy gửi, chúng ta sẽ cùng gửi thầy một cái tình yêu vô hạn, để kính chúc thầy mạnh khỏe, bình an, biết ơn thầy. Bây giờ thì cô Hà xin phép quay trở lại được chia sẻ luật cộng hưởng giúp thăng hoa hoặc hủy hoại mối quan hệ. Thực ra khi nói về mối quan hệ thì nó không dừng lại mối quan hệ đâu ạ. Bởi vì khi mối quan hệ được thăng hoa, mối quan hệ với mình được thăng hoa, mối quan hệ với người khác được thăng hoa, thì cuộc đời mình cũng được thăng hoa. Và ngược lại. Vậy, bao nhiêu thầy cô, bao nhiêu bạn mong muốn tò mò để khám phá ra những điều mà chúng ta có thể ứng dụng hoặc tránh đi để không nguy hiểm, thì comment số 1. Tò mò về chuyên đề này ạ. Cảm ơn cả nhà mình với mong muốn khác nhau như vậy. Giờ trước, buổi trước thì cô Hà có chia sẻ chữa lành mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ở tuổi vị thành niên. Và ngay hôm đấy rất nhiều phụ huynh đã điện hỏi trong cái nỗi lo lắng rất nhiều. Nỗi lo lắng vì con mình từ chỗ đang học giỏi, từ chỗ mình đang học giỏi mà bây giờ bỏ học cả tuần này. Chúng ta thấy sợ không? Vậy quy luật nào cho những điều đó để chúng ta sẽ không xảy ra việc này? Và lúc đấy mới nói cô Mai là mình phải chọn. Chúng ta có thấy nghe nhỏ không ạ? Dạ cô ơi, nghe rõ cô ạ. Nghe rất rõ ạ. Cả nhà mình có nghe rõ không ạ? Dạ có cô ạ. Chắc âm lượng bé là có thể do cái máy của các bạn đấy ạ. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta mà thấy rõ, nghe rõ thì chúng ta comment số 2 ạ. Cảm ơn cả nhà mình ạ. Trong hành trình 40 năm dạy học và gần 10 năm nghiên cứu và đi theo con đường khai sáng tiềm năng, thì rất nhiều cuộc đời cô Hà đã chứng kiến. Và cô Hà đã tư vấn, hỗ trợ và rất nhiều cuộc đời sang trang. Và cô Hà sẽ chia sẻ luật vũ trụ với góc nhìn thực tiễn để thăng hoa hoặc hủy hoại cuộc đời mình luôn.
Trước khi nói đến vấn đề này, thì xin kể một câu chuyện nhỏ nhỏ như thế này. Cách đây mấy năm về trước thì cô Hà có đi học. Thì lúc đấy có hai mẹ con, mấy mẹ con á, thì lúc đấy là gần gần phòng cô Hà. Thế bé mấy bé lớp 4. Mấy bé lớp 4 mình ngồi nói chuyện với mấy bé. Mấy bé lớp 4 mình ngồi nói chuyện với mấy bé. Xong đấy mới đùa đùa bảo là trời ơi, các con có mong muốn là nghe cô nói cái điều này không? Rất là bí mật này. Các con có biết là các con rất giỏi. Thế mới bảo là bây giờ thì cô thử thách một cái điều này. Thế xong đấy cô Hà sẽ ra một bài. Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con, 100 chân trắng. Hai bé lên là lớp 4 đấy ạ. Và cô Hà hướng dẫn hai bé giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn theo chương trình lớp 9. Và hai bé đấy giải được. Và hai bé đấy giải được. Sau đấy giải xong mới nói với hai bé là các con vừa mới làm bài toán lớp 9 đấy, các con biết không? Và cái lúc đấy kết thúc vào 12 giờ đêm. Kết thúc vào 12 giờ đêm. Và cái điều tuyệt vời là sau đó các con, trong cuộc đời các con giống như thăng hoa. Và cái câu chuyện mà cô Hà vừa mới nói của một gia đình, đó là con từ cái chỗ mà học rất giỏi mà sau một vấn đề mà sau đó suy sụp, bây giờ bỏ học. Và câu chuyện cô Hà mới kể giống nhau ở một quy luật, đó chính là luật cộng hưởng. Đó chính là luật cộng hưởng. Vậy thì trường hợp nào thăng hoa và trường hợp nào hủy hoại? Trước khi rõ về vấn đề đó, thì chúng ta hãy cùng quan sát một cái thí nghiệm sau. Xin mời ban tổ chức hỗ trợ. Chúng ta cùng quan sát ạ. Chúng ta quan sát đây ạ. Và chúng ta nhìn thấy một cái âm thoa B là giống như con trò của chúng ta. Một âm thoa A giống như cha mẹ, thầy cô. Thế thì khi mà cha mẹ, thầy cô nó giống như cái âm thoa đầu tiên á, là có một cục sắt đang dính vào. Có một cục sắt đang dính vào. Thì cái lúc đấy nó không giống như âm thoa B. Âm thoa A là tác động, là dao động cưỡng bức. Âm thoa B là dao động riêng. Dao động riêng. Thế thì cái lần đầu khi tác động đến thì chúng ta thấy là cái dao động của âm thoa B rất là nhẹ. Và trường hợp thứ hai là sau khi bóc cái cục sắt đó ra thì cái âm thoa A giống âm thoa B và giống là cùng tần số. Vì vậy khi âm thoa A tác động, dao động, làm âm thoa B dao động rất là mạnh, nên nó tác động vào quả cầu. Và chúng ta phát hiện, nhìn quả cầu là chúng ta biết là A, âm thoa B đang dao động rất mạnh. Và trường hợp đấy chính là trường hợp cộng hưởng. Và cộng hưởng chính là khi mà tần số của ngoại lực bằng với tần số dao động riêng. Tần số của ngoại lực bằng tần số dao động riêng. Và lúc đó biên độ dao động tăng lên rất là đột ngột. Biên độ dao động tăng lên rất là đột ngột. Và vì vậy là công ty khai sáng tiềm năng trí tâm minh cũng tăng lên rất là đột ngột. Là vì cùng tần số.
đã được hưởng ở cái tác động của SE, hưởng của những gì của SE đã cộng hưởng nó, và tôi đã được cộng hưởng. Biết ơn môi trường. Và cái điều rất quan trọng đó, phải quay trở lại đây. Vậy thì cái điều nào để chúng ta cộng hưởng sâu thẳm phía bên trong của bản thân mình, để chúng ta biết là người khác đang cần gì, để có thể tác động đến, để có thể xảy ra cộng hưởng giống như thầy Thái làm. Và bây giờ xin chiếu lại, quay trở lại để chúng ta quan sát lại thí nghiệm. Chúng ta quan sát lại thí nghiệm. Xin mời cô Mai hỗ trợ quan sát lại thí nghiệm. Và bây giờ chúng ta phải hiểu sâu thí nghiệm hơn một chút. À, chúng ta quan sát lại ạ. Trường hợp thứ nhất này ạ. Đấy, có một chút đang có ở trong. Và bây giờ hai em Thoa giống hệt nhau đấy ạ. Hiện tượng trong thực tế cũng như vậy ạ. Vậy thì với con, với trò, chúng ta có chấp nhận bóc bớt những cái điều chúng ta đang có để chúng ta có thể thấu hiểu, để chúng ta giống như con mình, giống như trò mình, để cùng cộng hưởng với các con, các trò như cái hiện tượng cộng hưởng vừa xảy ra. Vậy thì để thấu hiểu con, trò hay chính bản thân mình có những nhu cầu gì, thì chúng ta hãy cùng nhau quan sát cái nhu cầu cơ bản của con người. Và cô Hà sẽ chia sẻ cái điều này. Vâng, đây chính là nhu cầu của con người. Vâng, nhu cầu thứ nhất là nhu cầu sống. Nhu cầu sống ví dụ như là chúng ta chỉ cần hai bộ quần áo thôi là nhu cầu sống. Chúng ta cần một đôi dép, chúng ta cần ăn, cần uống, cần nơi ở, thì đấy là nhu cầu sống. Nhu cầu thứ hai là nhu cầu đa dạng. Nhu cầu đa dạng. Chúng ta ví dụ như một đôi dép dùng để đi, nhưng hai đôi dép đã là nhu cầu đa dạng. Chúng ta không phải dùng để đi đến hai đôi. Chúng ta không cần phải cả váy, cả áo. Và nhu cầu đa dạng trong cuộc sống, trong học tập của chúng ta, con của chúng ta có được nhu cầu đa dạng không ạ? Con của chúng ta có bị đe dọa về nhu cầu sống? Và có bao giờ chúng ta nói, chúng ta quẳng quần áo con ra ngoài sân không? Bởi vì có trường hợp đó, cô Hà đã chứng kiến. Cô Hà đã nghe học sinh kể lại. Nhu cầu yêu và được yêu. Con chúng ta thỏa mãn, trò chúng ta thỏa mãn là yêu và được yêu chưa? Con và trò của chúng ta đã được tôn trọng và được ghi nhận ngay cả khi con chúng ta có 5 điểm thôi, con chúng ta 2 điểm, chúng ta có kiếm một chút gì đó để ghi nhận ngay khi lúc mà cái trải nghiệm thất bại, cái trải nghiệm chưa tốt, thì lúc đấy cần nhất
thầy cô và bố mẹ thỏa mãn nhu cầu tôn trọng, ghi nhận, yêu và được yêu của con, của trò mình. Nhu cầu phát triển và nhu cầu cống hiến. Chúng ta, tại sao cô Hà lại chia sẻ theo cái cách này? Ngay cả khi cô Hà đi làm từ thiện cho các gia đình đang nhận nhưng đang nhận quà, nhưng ngay khi đó thì cô Hà có chia sẻ rúi vào túi một gia đình có một em bé đầu rất là to vì chất độc màu da cam. Rúi thì gần như mình tưởng tượng là sẽ không ai biết vì mình rất là khéo, nhưng thực sự rất là cảm động giây phút đó. Xung quanh những người vừa mới nhận quà đấy ạ, họ cũng rúi vào tay của người mẹ đấy, 20, 10, thực sự là cái dấu ấn đấy của Hà rất cảm động. Ngay cả khi người ta cực kỳ khó khăn như vậy, người ta vẫn muốn cống hiến, vẫn muốn cho đi. Vì vậy đây tất cả là nhu cầu thực sự của con người. Và hôm nay con sẽ nói sâu về cái nhu cầu tôn trọng, ghi nhận, yêu và được yêu. Nhu cầu sống. Nhu cầu sống. Thì cái nhu cầu sống này ấy, là cái nhu cầu mà làm sao cái cơ thể mình luôn bảo vệ cho cơ thể mình được an toàn. Tiềm thức luôn bảo vệ cái điều đó. Và dùng mọi cách để bảo vệ. Như vậy, chúng ta cần gia đình mình, lớp học mình, con mình được an toàn, yêu thương và được tôn trọng. Mà giờ trước cô Hằng đã chia sẻ đấy, là lý do sâu thẳm, đây là lý do sâu thẳm, đó là cái nhu cầu thực sự của con người của chúng ta. Vì vậy chỉ khi nào thỏa mãn cái nhu cầu đó thì tất cả mọi thứ mới được bắt đầu thăng hoa thôi. Bắt đầu mới được thăng hoa. Còn ngược lại thì rất là nguy hiểm. Và bây giờ thì chúng ta thử quan sát một cái video sau. Điều nào chúng ta quan sát kỹ, bởi vì cô Hà sẽ đặt câu hỏi cái tình huống như vậy, bởi vì tình huống như vậy là ở trong đó có cả giải pháp, cho nên là chúng ta hãy quan sát. Bây giờ chúng ta khen ở tương lai quan trọng nhất. Vậy
Cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe. Và bây giờ thì chúng ta hãy comment vào ô chat thì giải pháp nào cho sự thăng hoa, và đó chính là sự thăng hoa đấy ạ. Đấy là sự cộng hưởng đấy ạ. Và bây giờ thì chúng ta qua quan sát, qua xem cái video vừa rồi thì chúng ta hãy cộng hưởng ạ. Chúng ta làm thế nào để có cộng hưởng đó? Ghi nhận ạ, tiếp ạ, tôn trọng ạ, khích lệ ạ. Lợi ích, đồng cảm, rất là tuyệt vời ạ. Được yêu ạ, ghi nhận, tôn trọng, yêu thương, được khen ạ. Và câu chuyện này là câu chuyện của một em. Em này đang rất là nhỏ, em đấy mới học lớp 3 thôi ạ. Nhưng mà sau 3-4 ngày, vô cùng tuyệt vời, cảm ơn giải pháp nào cho sự thăng hoa, khích lệ, tôn trọng bạn Cống Nguyên, vô cùng tuyệt vời. Chúng ta phát hiện ra chìa khóa rồi. Vâng, có một chìa khóa đặc biệt đấy ạ, một chìa khóa nữa. Được tin tưởng, một chìa khóa nữa. Có cùng một niềm tin tích cực vào tương lai. Ồ, vô cùng tuyệt vời ạ. Ước mơ ạ. Vâng. Cảm ơn cả nhà mình đã cùng trao đổi.